Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Hôm nay thứ ba, ngày 16 tháng 7 năm 2019 có những nội dung chính như sau. Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của ngành nội vụ. Quảng Bình tăng mức tặng quà mừng thọ người cao tuổi. Đảm bảo an toàn thực phẩm trong mùa hè. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 16 tháng 7, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại đầu cầu Quảng Bình có đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Với phương châm hành động của năm là hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương, tăng cường truyền thông, đẩy mạnh công nghệ. Ngay từ những ngày đầu năm, ngành nội vụ đã chủ động tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ, của Bộ Nội vụ và đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong công tác xây dựng thể chế, chính sách, ngành nội vụ các cấp đã xây dựng 5 dự án luật và đã được Quốc hội khóa 14 xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 đối với 2 dự án luật, luật cán bộ công chức và luật viên chức, luật tổ chức Chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương. Ngành nội vụ cũng đã xây dựng và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 3 nghị quyết, trình Chính phủ ban hành 1 nghị quyết, 3 nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 2 nghị quyết. Bộ Nội vụ đang tiếp tục hoàn thiện trình Chính phủ 14 nghị định về việc làm và cơ cấu ngạch công chức, quản lý biên chế công chức, tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ. Trong công tác chỉ đạo điều hành, ngành Nội vụ đã thực hiện tốt cải cách hành chính, tổ chức bộ máy, biên chế, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Hiện nay có 40 địa phương đã xây dựng và triển khai mô hình trung tâm hành chính công cấp tỉnh. Bộ Nội vụ, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và Bộ Ngoại giao đã đi đầu trong việc triển khai bộ phận một cửa liên thông. Thực hiện chính sách tinh giản biên chế, từ năm 2015 đến nay, Bộ Nội vụ đã thẩm tra và tinh giản 41.515 người. Huyện ủy Minh Hóa vừa tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 21, đánh giá tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019. Từ đầu năm đến nay, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện cùng với sự nỗ lực của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn huyện Minh Hóa đã đạt được những kết quả nhất định. Để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, huyện Minh Hóa sẽ tập trung lãnh đạo toàn diện của cấp ủy trên tất cả các lĩnh vực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chỉ đạo thực hiện tốt các nghị quyết chuyên đề của huyện ủy, hỗ trợ nhân dân tập trung sản xuất vụ hè thu, phát triển trồng rừng kinh tế, đầu tư vào những ngành nghề là thế mạnh của địa phương, tiếp tục cải tạo và nâng cao chất lượng đàn vật nuôi, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc trong công tác phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi để xử lý kịp thời, tránh lây lan bùng phát. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Bố Trạch đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đã được huyện Bố Trạch thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ tham gia đăng ký đạt tỷ lệ 100%. Công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự được tổ chức chặt chẽ. Các chính sách hậu phương quân đội luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ động viên các tân binh thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự. Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa thông qua nghị quyết quy định thẩm quyền tăng quà và mức tăng quà mừng thọ cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Theo đó, mức tăng quà được điều chỉnh tăng lên 100.000 đồng mỗi suất quà mừng thọ. Theo đó, người thọ ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 tuổi và trên 100 tuổi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tặng quà với các mức như sau: người trên 100 tuổi 700.000 đồng, 95 tuổi 600.000 đồng, 85 tuổi 450.000 đồng, 80 tuổi 400.000 đồng, 75 tuổi 350.000 đồng, 70 tuổi 300.000 đồng. Việc tặng quà mừng thọ đối với người cao tuổi bằng hiện vật, bằng tiền mặt hoặc bằng cả hiện vật và tiền mặt do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quyết định trên cơ sở đề xuất của Hội người cao tuổi tại địa phương. Kinh phí mừng thọ người 100 tuổi và 90 tuổi được bố trí trong dự toán chi phí thường xuyên hàng năm của Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Kinh phí tặng quà người ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. Nhằm cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên, hỗ trợ thanh niên hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp,
Thời gian qua, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn phối hợp với Cộng đồng Khởi nghiệp Quảng Bình thành lập các câu lạc bộ khởi nghiệp nhằm tạo điều kiện cho thanh niên tiếp cận các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp. Từ đầu năm đến nay, các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên tổ chức tư vấn việc làm cho trên 2.100 lượt người, cung ứng, giới thiệu việc làm cho gần 300 người, 190 người xuất khẩu lao động, 96 học sinh du học ở các nước Nhật Bản, Hàn Quốc. Tỉnh đoàn phối hợp với Đại học Huế tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh và định hướng nghề nghiệp năm 2019 với sự tham gia của 1.500 học sinh trung học phổ thông trên địa bàn. Công tác bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ đoàn, hỗ trợ học sinh sinh viên trong nghiên cứu khoa học được các cấp bộ đoàn quan tâm triển khai thực hiện. Nhờ mở rộng thị trường, trả thưởng linh hoạt nên trong 6 tháng đầu năm, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Quảng Bình đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao. Hiện nay, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Quảng Bình có trên 100 đại lý, phát hành các loại vé số như vé xổ số truyền thống, vé lô tô và vé xổ số biệt kết quả ngay trên địa bàn 14 tỉnh thành phố từ Quảng Bình vào đến Ninh Thuận và các tỉnh Tây Nguyên. Từ đầu năm đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Quảng Bình đã thực hiện đạt doanh số trên 110 tỷ đồng, trong đó doanh số vé xổ số truyền thống 99 tỷ đồng, các loại vé khác 11 tỷ đồng. Công ty đã nộp thuế vào ngân sách tỉnh 19,2 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch nộp thuế cả năm. Những năm qua, cùng với sự quan tâm đầu tư của tỉnh, ngành giáo dục và đào tạo Quảng Bình đã tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất trường lớp ngày một khang trang hiện đại, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ dạy và học. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế còn khó khăn tại một số địa phương, học sinh còn phải học trong các phòng bán kiên cố, phòng học tạm, trong đó tập trung chủ yếu ở cấp học mầm non và tiểu học. Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình hiện có trên 7.000 phòng học văn hóa, trong đó có trên 6.050 phòng kiên cố, đạt tỷ lệ trên 76%, còn lại là phòng học bán kiên cố và trên 240 phòng học tạm. Vừa qua, ngành giáo dục và đào tạo Quảng Bình đã thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nhằm phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo tại các địa phương, đồng thời tập trung đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học, bảo đảm các điều kiện thực hiện áp dụng chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông và phát triển giáo dục mầm non. Phấn đấu đến năm 2025, xóa bỏ phòng học tạm, phòng học nhờ và phòng học bán kiên cố. Đến năm 2030, tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh được kiên cố hóa. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè với những đợt nắng nóng, độ ẩm cao là thời điểm dễ phát sinh nhiều dịch bệnh. Kèm theo đó là nỗi lo về ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Vì vậy, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Bình đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm, qua đó chủ động phòng chống dịch bệnh lây lan qua đường ăn uống. Công ty cổ phần nước Quảng Bang là đơn vị sản xuất nước uống đóng chai có thị trường lớn trong và ngoài tỉnh. Với lợi thế về chất lượng nguyên liệu đầu vào lấy từ suối Quảng Bang cùng hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, thời gian qua, công ty đã sản xuất, đưa ra thị trường những sản phẩm chất lượng phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Sản lượng tiêu thụ năm 2018 đạt 7,9 triệu lít. Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất thì chúng tôi có 3 vấn đề. Thứ nhất là về cái sản phẩm nước khoáng, về thiết bị, về con người. Trong sản phẩm nước khoáng thì từ khâu khai thác ở nguồn, chúng tôi trở về đảm bảo trong cái thiết bị đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trước khi về nhập vào cái khu vực sản xuất thì phải được kiểm tra. Trong sản xuất chúng tôi là được xử lý tinh lọc, trạp ozone và được kiểm tra định kỳ từng mẻ trước khi đưa vào sản xuất đóng chai. Về con người, chúng tôi định kỳ hàng năm đào tạo về kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, khám sức khỏe định kỳ. Về bên thiết bị thì chúng tôi định kỳ vệ sinh theo hàng ngày, hàng tuần, hàng quý để đảm bảo cái sản phẩm sản xuất được là theo tiêu chuẩn mà Bộ Y tế đề ra. Cái sản phẩm nước khoáng của chúng tôi được công bố theo định kỳ là theo QCVN 06/2010 của Bộ Y tế. Bên cạnh kiểm tra các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Bình đã thực hiện kiểm tra điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại một số nhà hàng trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Mùa hè năm nay thì khách du lịch đến Quảng Bình rất là đông, nhưng mà là cái lượng của để vào cả cái nhà hàng ăn uống thì cũng rất là nhiều. Thì chúng tôi cũng cố gắng là khắc phục mọi cái và cố gắng hết sức mình để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đầu tiên là để đảm bảo cho nhà hàng mình có tiếng, để người ta đến ăn là người ta cảm nhận được là ở đây là rất là an toàn, thân thiện và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhà hàng chúng tôi thì đã cũng thời gian cũng hoạt động lâu rồi, mười mấy năm rồi thì cũng chưa có vấn đề gì xảy ra. Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình cũng như các địa phương
trực tiếp là Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân cũng như các cơ sở chế biến, sản xuất và kinh doanh thực phẩm thực hiện nghiêm luật an toàn thực phẩm. Chi cục đã triển khai hoạt động đặc biệt là tham mưu cho Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn tăng cường công tác kiểm soát về vấn đề an toàn thực phẩm, trong đó tập trung các cái nội dung là hướng dẫn tư vấn về kiến thức lựa chọn sử dụng bảo quản ăn thực phẩm, rồi giám sát mối nguy an toàn thực phẩm và thanh kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở trên địa bàn. Bên cạnh đó thì chi cục triển khai đồng bộ các hoạt động về tổ chức phổ biến kiến thức và tập huấn cho các cái cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, tập huấn kiến thức hướng dẫn kiến thức an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó thì cũng đã triển khai các hoạt động về giám sát mối nguy tại các cái chợ trung tâm, tại các cái cơ sở sản xuất kinh doanh để kiểm soát về cái chất lượng sản phẩm thực phẩm tại các cái cơ sở. Bên cạnh đó thì chỉ cũng đã thành lập cái đoàn thanh kiểm tra để kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn nhằm xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm trong công tác an toàn thực phẩm. Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như phòng ngừa ngộ độc thực phẩm cho gia đình và cộng đồng, bên cạnh việc thường xuyên thanh kiểm tra của các ngành chức năng đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, đề quan trọng nhất lại là sự chủ động, ý thức tự giác của người tiêu dùng cũng như người sản xuất, chế biến, cung ứng kinh doanh thực phẩm. Tháng 7 này, khám phá những bí ẩn chưa từng hé lộ. Những trải nghiệm khác biệt, chân thực về những sản phẩm du lịch nổi tiếng tại Quảng Bình. Cùng với không gian nghệ thuật, đại tiệc âm nhạc hấp dẫn, độc đáo và ấn tượng với sự xuất hiện của nhiều ngôi sao Mỹ Tâm, Tùng Dương, Kiều Anh, Lê Anh Dũng, Quốc Cơ, Quốc Nghiệp, từng bước khẳng định thương hiệu du lịch Quảng Bình trong nước và quốc tế. Lễ hội Hang Động Quảng Bình năm 2019, Quảng Bình bí ẩn bất tận, ngày 20 tháng 7 năm 2019, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Dự báo thời tiết Quảng Bình trước và chiều ngày 16 tháng 7 năm 2019. Khu vực thị trấn Đồng Lê mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, độ ẩm từ 52 đến 82%. Khu vực thị trấn Quy Đạt mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm từ 55 đến 82%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ, độ ẩm từ 58 đến 79%. Khu vực Phong Nha mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ, độ ẩm từ 56 đến 79%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ, độ ẩm từ 57 đến 77%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 30 đến 37 độ, độ ẩm từ 51 đến 70%. Khu vực thị trấn Quán Hào mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ, độ ẩm từ 52 đến 75%. Khu vực thị trấn Kiền Giang mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ, độ ẩm từ 55 đến 71%. Dự báo thời tiết biển, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5m, biển bình thường. Tại đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.